Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch. Cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại 10.400 xã phường, thị trấn, 705 quận huyện, thị xã, thành phố và 63 tỉnh thành. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Ban Chỉ đạo Thống nhất chuyển chủ trương từ không Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, khoảng ngày 30 tháng 9 năm 2021 trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy tình hình cụ thể của từng địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đồng góp ý kiến, giao Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến, nhanh chóng hoàn thiện bộ tiêu chí, hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về những nhiệm vụ giải pháp từ cấp trung ương đến tận tổ thôn ấp bản để các bộ ngành địa phương căn cứ áp dụng thích ứng với dịch bệnh theo các nguyên tắc y tế là trụ cột trung tâm kinh tế là cơ sở nền tảng dữ liệu khoa học công nghệ là thèn chốt ổn định chính trị xã hội là trọng yếu thường xuyên vaccine thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết an toàn để sản xuất sản xuất và an toàn người đứng đầu chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời hiệu quả công khai minh bạch đúng đối tượng khen thưởng kịp thời thỏa đáng đối với tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp và sáng kiến trong phòng chống dịch đồng thời phòng chống xử lý nghiêm theo pháp luật trước các hiện tượng hành vi tiêu cực lợi ích nhóm trong phòng chống dịch